Thara xin kính chào quý vị quay trở lại với kênh Nhà Đẹp Hoa Kỳ. Nếu như mà quý vị chưa biết thì Thara xin tự giới thiệu, Thara là Real Estate Agent của tiểu bang Texas và chuyên về làm những cái khu vực của thành phố Houston cũng như là những vùng lân cận. Nếu như mà quý vị yêu thích kênh cũng như là thích tìm hiểu về thị trường địa ốc của khu vực Houston thì đừng quên đăng ký kênh để mà ủng hộ Thara, coi như là Thara có thêm nhiều động lực để làm nhiều video tiếp theo. Bữa nay thì Thara sẽ dẫn quý vị đi đến thăm một ngôi nhà rất là to, vô cùng lung linh và rất là đẹp. Đặc biệt là thuế ở đây siêu rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Bây giờ thì mời quý vị vào bên trong tham quan căn nhà nha. Let's go! Vào nhà. Trước khi vào nhà thì Thara sẽ nói sơ về cái cửa này ha. Thì cái standard feature của cái nhà này, mình đi cái cửa đó là sẽ được 8 feet. Và toàn bộ ngôi nhà ở tầng 1 á, là được đi bằng gạch. Và bên tay trái mình bên đây á, mình sẽ có một cái phòng ngủ ở đây. Phòng ngủ này đó thì mình sẽ có luôn một cái full bathroom nằm ở đây. Mình sẽ có hai phòng ngủ nằm ở tầng 1 là cái phòng này và một cái phòng master. Thì phòng này rất là thích hợp cho một cái gia đình nếu mà có ông bà hoặc là những vị khách đến nhà. Đi ra đây đó là mình đi lại cái sảnh của căn nhà. Khi mà mình bước vô thì nhà này là cái nhà trần là trần cao, high ceiling luôn. Bên tay phải mình sẽ là phòng làm việc, phòng study. Và bên tay trái sẽ là phòng formal dining room. Sẽ là nằm ngay cái chân cầu thang như quý vị thấy đây. Và phòng này mình có diện tích là 13.6 nhân cho 16 feet. Tiếp đến đó là mình sẽ đi đến cái khu vực phòng khách. Trước khi mình đi qua phòng khách thì mình sẽ nói sơ về cái cầu thang này nha. Cầu thang này đó là mình đã có upgrade sẵn ở trong đây rồi. Như quý vị thấy không, đây là cái bằng gỗ, cái sàn bằng gỗ. Thì cái standard của nó chỉ là cái sàn bằng thảm thôi. Và những cái gạch mà nó ướp ngay đây đó là người ta cũng đã có upgrade rất là nhiều trong đây. Nhìn một cái cầu thang đó, nó rất là đẹp luôn. Nhìn nó rất là sang trọng. Nhà này đó thì người ta sẽ dùng những cái technology ở bên trong nhà hết. Coi như là nó dùng cái Amazon Echo để mà control trong nhà. Và những cái thiết bị coi như là sẽ dùng bằng wifi hết luôn, để mà control ánh sáng này kia đồ. Thay vì mình phải mở công tắc thì mình chỉ dùng theo cái wifi để mà điều chỉnh thôi. Đến đây là cái khu vực của phòng khách ha, hay là phòng family rooms. Là phòng này mình có diện tích là 19 feet nhân cho 21, 11. Coi như nó khoảng là 19 nhân cho 22. Như quý vị thấy cái bức tường ở đây ha, là mình cũng đã có upgrade. Nếu như mà cái original nó đi á, cái standard của nó đi là nó sẽ không có upgrade. Thì cái phần này là sẽ phần là upgrade. Và cái trong đây là cái lò mà lò sưởi nó làm bằng điện. Thì cái này nó chỉ mang tính chất mình thấy nó cũng trang trí phần nhiều thôi. Nó làm cho cái nhà mà nó tôn vinh lên cái sự mà nó sang trọng.
Ok, và đây là cái khu vực, cái cửa mà nhìn ra backyard. Thì mình sẽ có một cái option là nếu như mà quý vị muốn làm cái cửa slide window, có như là cái cửa kéo ha, thì mình cũng được quyền làm luôn. Thì thường cái cửa kéo đó nó làm, nó có thể cost giá nó khoảng là từ 8 cho tới 12 ngàn, tùy theo là mình cái chỗ này nó rộng hay nó lớn, 3 hay là 4 cái window. Và đây là cái khu vực nhà bếp. Khu vực nhà bếp này rất là đẹp quý vị. Cái countertop này đó thì mình có hai cái option đi với cái standard, một là đã granite, hai đó là đã side stone. Và cái kiểu mà waterfall như thế này đó là mình sẽ upgrade như quý vị, chứ mà cái standard nó sẽ không có đi như vậy đâu. Như quý vị thấy không, đá toàn bộ cái khu vực countertop này nó trải xuống hai bên luôn. Mình vô cùng thích một cái ID của cái này, waterfall, rất là đẹp, nhìn nó vô cùng hiện đại luôn. Bên đây đó thì cái đồ stainless steel cho những cái appliance đó thì dùng của hiệu GE và là stainless steel. Và mình có một cái bếp này đây, 36 inches cho cái bếp. Cái sink ở đây đó là mình có một cái sink, one single sink ha. Và cái vòi nước ngay đây nè, cái vòi này là cho cái filter water. Thì người ta, cái standard của mình đó là người ta cũng có cho mình sẵn luôn vòi nước lọc. Mình thích ở những cái nhà bếp mà của những cái nhà mà dạng sang trọng giống như nhà này đó, là người ta sẽ có cái pull out, cái trash can ở trong đây, coi như là cái thùng rác mình giấu trong đây, và mình sẽ được thay cái thùng rác luôn. Rất là sạch sẽ, chứ mình không thích một căn nhà đẹp như thế này mà tự nhiên có một cái thùng rác để vòng vòng đây, nhìn rất là kỳ. Bên đây người ta sẽ built-in một cái tủ lạnh ở phía trong, nó được giấu bên trong đây. Và mình sẽ có hai cái oven ở đây, và một cái microwave là nằm ở phía này. Cái chỗ này giống như là một cái coffee station vậy đó. Và đặc biệt hơn nữa nha, hồi nãy á, khu vực này là cái nhà bếp, và trong đây mình sẽ có thêm một cái nhà bếp trong đây nữa. Cái nhà bếp trong đây á, là nó sẽ nằm đằng sau cái nhà bếp chính hồi nãy. Thì cái nhà bếp này mình có thể là bread kitchen, hay là mình gọi là spy kitchen, dirty kitchen, là một cái nhà bếp nằm phía trong này. Thì cái nhà bếp này rất là thích hợp với những người Việt Nam mình, nhiều khi mình nấu ăn có mùi rất là nặng. Nó cũng có cái sink luôn ha, và cabinet đầy đủ luôn. Bếp là mình cũng dùng của hiệu GE, và mình nằm cái lò ở đây. Máy hút nằm ở trên đây, vẫn có luôn thêm một cái oven dưới này luôn. Và cái điểm đặc biệt mà mình thích của cái khu nhà bếp trong này đó là mình sẽ có một cái tủ working pantry rất là rộng trong này luôn. Ngoài kia thì mình cũng đã có một cái tủ working pantry rất là bự rồi. Tuy nhiên thì trong này mình sẽ có thêm một cái nữa. Thì cái điểm đặc biệt á, là dành cho những cái quý vị mà thích nấu ăn, thích công việc nội trợ. Thì cái bếp này đó, nó hỗ trợ mình rất là nhiều. Cái bếp ngoài kia đó chỉ là để trưng bày cho nó đẹp thôi. Tại vì thật sự một căn nhà đó mình không có thích mà mình để tùm lum đồ. Thì cái bếp này đó mình có thể bày biện tất cả các đồ trong đây, nấu nướng, làm bánh, làm tất cả gì mình muốn. Và cái tủ pantry mà nó bự như thế này đó, rất là thích hợp với những quý vị mà ở xa chợ Việt Nam. Tại vì mình có thể mua đồ để mình dự trữ trong đây. Khi mà thí dụ như tối đi mà, hay là những cái ngày mà mình không có đi chợ được, thì mình có sẵn đồ ở trong đây mà mình nấu nướng rồi. Và luôn luôn là mình sẽ có một cái cửa để mà chống cái mùi thức ăn, không cho cái mùi thức ăn nó lan ra ngoài cái nhà của mình. Tiếp đến đó là mình sẽ đi đến cái khu vực breakfast area. Như quý vị thấy ở đây là một cái không gian vô cùng thoáng. Mình có ba cái cánh cửa sổ để nhìn ra ngoài cái backyard, và ở đây mình có một cái cánh cửa mà để ra ngoài cái backyard. Trong đây đó là cái phòng nó gọi là sunroom. Thì cái phòng sunroom này đó là cái phòng mình phải upgrade lên. Thala quên nói là cái nhà bếp mà hồi nãy mình đi vô, cái nhà bếp đó là cái standard nó không có đi chung. Và nếu như mà mình upgrade đó, thì cái phòng sunroom này sẽ là 20 ngàn, và cái nhà bếp hồi nãy, nhà bếp mà mình đã chuẩn bị đó, là cũng là 20 ngàn luôn. Thì cái phòng này mình nhìn chung mình thấy sunroom nó rất là thích hợp cho một cái phòng gọi là để mình đọc sách, để mình tập yoga buổi sáng, thuyền, hoặc là làm một cái phòng gym ngay đây, vô cùng tuyệt vời luôn. Bây giờ thì tiếp theo mình sẽ đi ra ngoài cái backyard.
Và vườn sau của ngôi nhà như quý vị thấy là mình sẽ có một cái cover patio ở đây. Và xung quanh nó được bao quát bằng gạch nhé. Cái vườn sau đó mình sẽ có một cái waterfall ở đây. Kiểu như là trưng bày thôi, thì cái này đó là sẽ là cái phần upgrade, nhưng mà cái center của nó là sẽ không có. Và cái view của nó là sẽ là một cái hồ cái lát đằng sau. Thì những cái nhà mà có view cái lát này thông thường là mình, cái miếng đất mình mua đó là nó gọi là premium lot, là mình phải upgrade nó lên. Thông thường mình chỉ trả là từ 20 cho đến 30 ngàn tùy theo cái builder. Còn những cái miếng đất mà nó standard đó thì nó có thể là từ 3 đến 5 ngàn. Và mình không có cái hồ đằng sau. Bây giờ thì mình sẽ đi vào tham quan cái phòng master bedroom. Phòng master này mình có diện tích là 20.5 x 16. Như quý vị thấy cái floor, cái nền ở đây là bằng gỗ. Thì cái nền này người ta đã upgrade rồi. Nếu mà standard đó thì sẽ là bằng thảm nha. Đi vào bên trong đó là mình sẽ có cái phòng master bathroom. Hai cái vanity nằm ở kế bên. Trong đây luôn mình sẽ có một cái nhà tắm stand shower ở đây. Mình sẽ có hai cái cánh cửa. Cánh cửa đằng kia và cánh cửa bên phía bên này. Và điểm mà mình thấy đặc biệt, mình thấy thích của cái phòng master này đó là builder này họ sẽ có hai cái tủ walk-in closet rất là rộng. Mình có luôn build một cái, những cái đồ mà treo đồ, những cái kệ tủ ở phía trong. Coi như một bên trái là sẽ cho người vợ và bên phải sẽ cho người chồng. Nó sẽ làm riêng ra luôn và khá là bự. Khu vực tầng 2 thì mình có 3 phòng ngủ và một phòng game room cũng như là một phòng media room. Cái phòng game room ở đây á, mình có diện tích là 24.3 x 15. Movie theater này mình sẽ có diện tích là 13 x 15. Cũng khá rộng. Tiếp đến đó là mình sẽ đi qua 3 cái phòng ngủ còn lại. Thì quý vị cứ tưởng tượng ha, khi mà mình bước lên cầu thang từ cái khu vực đó, đi qua bên đây mình sẽ có, phía bên kia mình sẽ có hai phòng ngủ. Và cái khu vực này ở đây đó là mình sẽ có một phòng ngủ, một phòng game room, một phòng movie theater. Trong đây đó mình rất là thích tại vì nó có làm luôn một cái chỗ ngồi ở đây, giống như mình có thể nằm ở đây đọc sách, nghe nhạc. Và cái màu như quý vị thấy người ta trang trí bằng một cái tông màu trắng và một màu xanh nhẹ. Rất là dịu dàng luôn. Trong đây mình cũng sẽ có luôn một cái phòng full bathroom. Thì mỗi cái phòng ngủ ở nhà này đều có một cái nhà tắm riêng. Tiếp đến đó là mình sẽ đi qua hai cái phòng còn lại. Phòng ngủ của cái builder này xây tương đối là rộng. Thì cái diện tích của nó, cái một cái phòng nó nằm khoảng từ 13 x 13 hoặc là 13 x 10 hoặc là 13 x 14 square feet. Và nó cũng có luôn một cái chỗ ngồi, nó built-in ở đây. Giống như cái phòng kế bên hồi nãy. Bây giờ mình sẽ đi tham quan cái phòng cuối cùng nha. Trong đây là cái phòng ngủ cuối cùng của ngôi nhà. Như quý vị thấy, không biết có ai nhớ cái trò chơi này không? Cái trò chơi này giống như cái trò chơi gọi là Caro ở Việt Nam mình hồi nhỏ mình hay chơi á. Nó là những cái dấu X và dấu tròn, là hai bên là hai người đối thủ. Người sẽ là dấu X, một người sẽ là dấu O. Nhìn rất là dễ thương, mình không nghĩ là nó lại phổ biến đến như vậy. Sau khi đi tham quan một vòng thì quý vị thấy căn nhà như thế nào? Có đúng là lung linh và vô cùng đẹp đúng không nào? Tara xin nói sơ về căn nhà. Căn nhà có diện tích bắt đầu là 5.177 square feet và có giá sạc trên thị trường là 696.900. Như quý vị thấy căn nhà mẫu mình mới đi xem đó thì nó đã upgrade rất là nhiều. Nó như mình thấy là nó upgrade cái phòng sunroom và cái phòng nấu ăn, cái phòng cái nhà bếp ha. Thì hai cái đó mình upgrade là khoảng 40.000 rồi. Và toàn bộ trong cái nhà mẫu này đó thì người ta upgrade theo cái người sale agent nói là khoảng 140. Quý vị tưởng tượng là mua căn nhà như thế này, có 5 phòng ngủ, 3 gara cho 3 chiếc xe và có 4 phòng rưỡi nhà tắm. Nếu như mà cái standard đi đó là khoảng 700.000. Thường thường mình sẽ upgrade sơ đi coi như là 750. Và nếu mà muốn lung linh như cái nhà mẫu này đó thì phải cộng thêm 140 là khoảng tầm 840. 840 mà cho một cái ngôi nhà này ở Texas thì quý vị thấy thế nào? Đối với Tara nha thì ai mà cũng
bản thân Tara hoặc là quý vị ai cũng thích sống trong một cái ngôi nhà đẹp như thế này. Và cái điều mà mình quan tâm khi mà mình sống ở Texas đó là cái property tax. Thì cái property tax này ở khu này đó phải nói là rất là rẻ so với một cái khu nhà mới. Và cái property tax hiện tại khu này nó chỉ nằm ở 2.37%. Nếu như mà quý vị xin cái homestead exemption thì nó nằm ở khoảng 2.1. 2.1 cho một cái khu mới như thế này thì mình thực sự là rất là khó tìm ở khu vực Houston của mình. Và cái HOA của khu này là 1.600 cho một năm, cái trường học là excellent. Và nếu quý vị mà quan tâm cái khu này, muốn biết khu này ở đâu thì có thể liên lạc với Tara ở điện thoại kế bên. Một lần nữa thì Tara rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video. Tara xin chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là subscribe, share và like. Tara xin hẹn quý vị vào video tiếp theo. Bye!